vị chào mừng nhà thiết kế. Các bạn, cháu ơi, bây giờ các người đẹp phải trở lại với cháu chứ, mời tất cả. Quý vị, không còn thì giờ, chú chỉ hỏi cháu có một câu thôi. Trong các ca sĩ của Thúy Nga, cháu đã design trang phục cho ca sĩ nào? Và quý vị vừa coi Caravan 113 về áo dài của Phương Thủy là chiếc áo dài mới nhất cho Kỳ Lạ đã làm, đồng thời áo dài của Lâm Anh. Quý vị, tất cả những người đẹp của trên Caravan là nhờ một trong những bàn tay khéo léo của Trang Kỳ Lạ. Tôi đứng xa xa đây là vì tôi không muốn chui vào đây vì tôi thấp quá so với các cô này. Một lần nữa, tất cả những người đẹp ở đây xin gửi lời chúc Tết quý vị và mong tất cả những điều may mắn sẽ đến với mọi người trong năm Tân Mùi sắp tới. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị là cho các em chạm lá tay lời to những người mẫu ở Tân Cập đây thôi ạ. Cảm ơn các cháu nhiều. Các quý vị, chương trình chúng tôi đến đây chấm dứt. Kính chúc quý vị một mùa xuân thật tốt đẹp.